bác hãy tắm tay phone thưởng thức nhá. Tiếng bát, tiếng tép, cũng như là trung âm của cái bộ dàn em ghép này. Thì bộ dàn ghép này nó sẽ thực hiện được hai nhiệm vụ chuyên sâu. Một là hát bác nhá, cực hay, và nghe nhạc thì cực phê luôn. Có thể chơi từ dòng nhạc nhẹ nhàng, du dương giữa tình đến nhạc mạnh được nhá. Con đường xưa em đi bằng lề mái tóc về, ngõ hồn dâng tay tình. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Giới thiệu chi tiết về dàn máy này nhá. Xin bắt quý khán giả, anh Nguyễn Đan ghép và phối hợp một bộ cao cấp. Trong buổi này anh sử dụng một là JBL có một điện là 925 có lời chuyển và đồng bộ dàn máy BS Audio. Có thể vừa đánh súp được anh nhé, với kinh nhập khẩu chính hãng, tiếng cực hay, độ bền quá cao, hình thức đẹp. Miền Trung đất bồi phố xa, người miền Trung đã có nhiều nơi quá. Từ khi em xa về nhà, từ đó anh nhớ mong người ta. Mùa đông mây lạnh là thân, trời miền Trung vẫn nắng bạc tình ơi. Chờ em này bao đông rồi mà em chưa gì biết đợi. Sao vừa nhớ anh mà đêm đêm vẫn còn thương. Chẳng khi nhớ anh chẳng vờ giữa lòng biển thương. Lòng anh nhớ anh còn mong chờ người xa, con sông quê nay đã già mà người đi bên biển phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa, mấy khi vẫn bay sao hờ vừa đặt đất trời. Miền Trung nước lên đau lòng sao rồi người anh, ôi quê hương mang mang buồn chiều miền Trung mới tìm bên sao.
Với những bộ cơ hình này, các bác có thể bao được phòng từ tầm 20 mét vuông cho đến 4-5 vuông là đẫy lời với nhau. Cặp loa 925 là một cặp loa huy tạo rồi. Tiếng của nó rất hay, bát sâu, trung gió rất là rộng và tép lẩy, độ bền hồn cao. Và được set up một cách chuyên nghiệp, bài bản, đồng bộ của hãng VS sẽ giúp cái đặt máy để khai thác một cách chuyên đẩy về âm sắc, cũng như karaoke. Chiều nào em về miền Trung, hỏi tấm em cái nhỏ ngày xưa, thì hay nay em đi rồi. Chiều đông nước dâng đầy vơi, tình yêu cho tròn thành đôi, mà lòng đau như cắt tàn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương cho đời. Sao vừa nhớ anh mà đêm đêm vẫn còn thương, chẳng thuy nhớ anh, chẳng vợ giờ lòng miền khơi. Nào anh nhớ anh còn mong chờ người xưa, con sông quê nay đã già mà người đi miền biển phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa, mây vẫn bay sao mà hợp giữa đất miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người anh. Ôi quê hương mang mang buồn, chia miền Trung mưa tím bên sao. Tình yêu chưa tròn thành đôi, mà lòng đau như các bạn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Một đồ mic vào nhá, cao cấp của hãng BS G600 Blues. Con này hát thì cực hay, độ dày ấm và bay bổng. Thì bộ này là Hành Nguyên ghép một đôi loa cao cấp nhá. Đôi loa JBL925 bass 40 và tép kèn. Con này thì thùng thành rất đẹp nhá, zin nguyên bản. Âm vực rất sâu. Bass đánh rất là mềm nhá, mà mạnh nhẽ. Trung cầm nó rộng lắm, nghe nó đẫy và rất là rộng rãi. Tép thì nó rất là êm tai lẻ nhá. Và ghép với một dàn máy như này, một cái đẩy 3 kênh. Đấy, có thể ghép súp rồi nhá. Một cái vang số để cắt số rít cũng như là cân chỉnh về đáp tuyến. Và một phần định nguồn để cắm thiết bị nó dễ. Một mic thôi nhá. Còn mic này là mic BSG600 Blues này. Một lưng tiếng để các bác có thể kết nối vào tút cổng quang, rồi là chỉnh âm sắc như bass trục rep thôi nhá. Đấy, đây là mới tinh nhất, nhập khẩu chính hãng. Con này cả cái bộ dàn máy này là có là 24 triệu thôi nhá. Đấy thì anh em đánh của súp 50 được. Nếu mà tính tổng bộ này, một đôi loa này là khoảng tầm 28 triệu nhá, kết hợp với một bộ ngoài kia là 24 triệu thì tương đương 52 triệu. Thì súp có thể bác chơi của súp 50 mới tinh này, có BS là khoảng 10 triệu nhá, tiêu dư vào khoảng 62 triệu cái bộ này. Đấy, có thể lấy cái súp rẻ hơn một chút nữa khoảng 5-6 triệu ok không nhá. Đấy, mới những cặp này thì anh em nếu mà cần chơi mạnh súp thì chơi, còn nếu các bác mà không cần mạnh súp ấy thì không cần nhá. Bao phòng từ 20 vuông cho đến 4-5 vuông đủ lời đủ về bát nhá. Mọi tin mua sắm phối ghép các bác liên hệ với Hành Nguyễn theo số máy 0936 583 140. Thì bên em còn rất nhiều loa nhá. Đấy, các dòng loa Mỹ bãi rất là nhiều này, đẹp long lanh. Còn loa như 515 615 AM4215 nhá, 738 725, rồi là loa MS115, loa thấp hơn nữa là GX115 nhá, TR125. Anh cứ chào bác nhá.